Drop it. Xin chào các bạn đến kênh YouTube Tôi Yêu Giáp Bang nha. Thì hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn các bạn chụp ảnh ở cây tự động ở Nhật đây. Bây giờ mình đang ở trong phòng cây tự động của Nhật đây. Nó hay nằm ở các Seven và Farm Mini hoặc là Nelson. Bây giờ mình sẽ ra quay cho các bạn xem. Đó, cây ảnh của mình đã chụp xong rồi. Thì bây giờ là ở bên này ấy, là nó có hướng dẫn chụp bằng tiếng Việt nhé. Thì bây giờ mình sẽ bắt đầu mình lấy ảnh cho bạn xem in đã hoàn tất đây. Nó báo này, đang in ảnh trong giấy nát đây này. In ảnh đã hoàn tất, xin mời quý khách lấy ảnh này. Thì bây giờ là ảnh của mình đã được rồi. Ảnh của mình in đã được rồi, bây giờ thì nó sẽ báo cho mình. Đây, xin chờ check lấy ảnh đây. Cái hố này. Bây giờ nó in. Đây, ảnh hố này nó sẽ trả mình ra đây. Đây, đây là ảnh mình đã chụp đây, hoàn tất in ảnh. Cảm ơn quý vị đấy. Bây giờ thì mình sẽ hướng dẫn các bạn là thao tác chụp ảnh như thế nào. Ảnh của mình là 4.3 1C, mình chụp ảnh 1C đây. Bây giờ thì mình sẽ hướng dẫn các bạn. Bây giờ bắt đầu từ đầu, ảnh của mình đã xong nhá. Đây, các bạn ấn vào nó sẽ có Nihongo này, có English này, có tiếng Thái này, có tiếng Trung Quốc này, có tiếng Hàn Quốc và tiếng Việt. Các bạn ấn tiếng Việt đây. Các bạn ấn chụp mới này hay tải về này. Đây, ấn chụp ảnh mới này. Đây là chọn khung ảnh. Ví dụ các bạn muốn chọn ảnh My Number đây, các bạn ấn đây. Ấn 40 trên đây thì ví dụ đây mình ấn đây. Chọn mẫu ảnh. Mẫu ảnh đây thì ví dụ mình chọn đây. Sau khi các bạn chọn xong đấy, chọn số bản được in. Số bản được in đấy thì một in đấy thì các bạn ấn tiếp theo. Tiếp theo thì các bạn có cái Nine Mobi thì các bạn sẽ dùng, hoặc là các bạn sẽ trả tiền mặt. Tiền mặt đây. Vui lòng thanh toán. Đây là một sen nó sẽ báo này. Sau khi tiếp theo ấy, đút tiền vào nó sẽ hướng dẫn các bạn chụp ảnh nó như tiếng Việt của mình thì các bạn sẽ dễ lắm. Thì bây giờ thì mình đã giới thiệu cho các bạn biết mình đã chụp xong rồi. Đây ảnh của mình chụp xong rồi. Đó, một sen đây. Đây ảnh của mình chụp đây, một sen không phải đi đâu. Các bạn đến các cây Seven hay là những cái nào ở Nhật đây thì các bạn thấy chưa? Mình hôm nay mình chia sẻ cho các bạn chụp ảnh tự động tại Nhật. Thì nó sử dụng hết bằng tiếng Việt nên là các bạn không phải lo nghĩ về vấn đề là ngôn ngữ bắt đầu đó. Đó. Bây giờ thì mình đã lấy ảnh xong, mình dừng video đây. Cảm ơn các bạn đã theo dõi kênh YouTube Tôi Yêu Giáp Bang. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình. Tạm biệt các bạn ở video tiếp theo.